Peekaboo mọi người. Hãy cùng Bibi Trần và Ngọc Phước du lịch Thái Lan. Yeah. สวัสดีทุกคนนะคะ Welcome to Thailand ค่ะ Welcome to the land of mine. Lần này thì Ngọc Phước và Bibi sẽ đi Bangkok và Pattaya để mà trải nghiệm du lịch hè ở Thái Lan. Ở trong những trung tâm của Bangkok á, thì có rất là nhiều khu food court. Mọi người có thể tới đó lựa đồ ăn nào là đồ ăn ngon, này, rẻ, này, tha hồ mà lựa chọn. Em Phước nghĩ là nếu như các bạn muốn trải nghiệm nhiều món ngon hơn thì món nào cũng ngon, món nào cũng hấp dẫn thì mình đừng nên đi một hai người, mình đi một nùi người đi, mình đi gia đình đi, rủ bà con họ hàng mình đi đi, bạn bè của mình rồi bồ bịch của mình rồi bồ của bạn mình hơi nữa. hơi nhiều quá rồi đó. Ý là đi đâu á thì ăn mỗi thứ chung. Mọi người biết không, ở đây là Coffee World, là ở nơi là có rất là nhiều động vật ở đây, rất là nhiều con, và có một con quỷ đang đi phía trước này. Trời ơi, được đặt tên tới Thái á thì mọi người nên đến Safari. Thì không chỉ có con quỷ mà còn có con bóng nữa. Con bóng gì, con bướm. Ở trong đây nè, mình thấy một hàm mã nè, có con ngựa nè, con hươu cao cổ nè, con hải cẩu ấy, con trai nữa kìa em, có con trai nữa kìa. Trời lạ quá, đi bắt con trai thôi. Đến với Safari World, mình còn được coi một cái show rất là tuyệt vời. Nó có tên là Spy War Show, tức là những cái vở diễn ngắn khoảng 30 phút thôi, bắn súng đùng đùng, thả bom đùng đùng. Ngoài ra còn những cái show khác nữa, giống như là show mình coi cá heo. Mấy em cá heo nè, mấy em cá heo quá dễ thương, quá thông minh luôn. Mà mấy bà giỡn dữ lắm, mấy bà giỡn bà hăng say lắm kìa. Rồi còn ví dụ bạn nào mình thích á, thì mình mua vé riêng để mà mình được cho cá heo ăn nè, hoặc là hung cá heo, hoặc là cá heo hung mình nữa. Giờ thì mình ghé ngang thăm mấy em vẹt đi chụp hình với mấy em nè. Bình thường ở Việt Nam á, là người ta xin chụp hình với mình. Còn đi qua Thái Lan á, là mình phải bỏ tiền ra, mình đứng, mình xếp hàng, mình đợi, mình chụp hình với mấy bà vẹt, mệt lắm. Không ngờ là mấy con động vật ở đây rất là thông minh nha mọi người. Không biết người ta huấn luyện cách nào mà rất là thông minh luôn á. Mà rất là hài nha, hài lắm. Chịu khó quăng miếng, mấy bà hải cẩu chịu khó quăng miếng lắm nha. Đúng rồi. Quăng miếng nào ăn miếng đó. Mà mọi người biết không, một cái đặc biệt mà Bibi rất là thích là hả, thông minh còn hơn cả con người nữa. Kêu gì nghe đó, chưa chắc gì Ngọc Phước đã làm theo được vậy. Phước, nếm chân. Mọi người thấy không, đâu thông minh bằng bằng đâu. Em có gì muốn nói không? Tuyệt nhiên hóa hải cẩu nghe. Nếu như mà mọi người có cơ hội mọi người đi Thái Lan thì mọi người hãy nhớ ghé Safari World. Tại vì có nhiều loài động vật rất là khôn, mà tụi nó rất là đoàn kết thương yêu nhau, hỗ trợ cho nhau, không giống Bibi Trần. Clip này nhàm chán. Trời, hay vậy, lấy cúp đó nha. Rất là nhiều cá nha mọi người, chỉ cần đưa một miếng đồ ăn xuống thôi là bu quanh mình luôn á. Mình quyết định là mình ghé, mình ăn trưa cùng với lại các bạn lạc đà. Ủa là mình ăn chung lạc đà luôn hả? Không, mình cho các bạn ăn xong mình đi ăn riêng. À, rồi mình chụp hình với mấy bà lạc đà nữa. Lạc đà xong rồi mình còn gặp con gì nữa ta? À, con hươu cao cổ. Trời ơi, mấy bà hươu cao cổ ham ăn dễ sợ nha. Vừa đưa mấy cái miếng đồ ăn tới thôi, bà há cái mỏ muốn tát đầu mình luôn. Đúng rồi, cái cổ mấy bà dài lắm các bạn. Ví dụ bình thường á, mình coi trên phim á, mình thấy đã cao rồi nha. Để mà cho mấy bà ăn á, là mình phải đi lên gần như là 2 lầu đúng không anh? Thì mới đụng được tới cái miệng mấy bà, mà bà liếm ghê quá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển tới Pattaya. Không ngờ Pattaya lại đẹp tới như vậy. Đẹp quá. Pattaya. Pattaya. Tuyệt vời. Chiều đêm dần buông rơi xuống không gian lặng yên. Ta đà. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ra biển. Bóng bóng bàn bàn. Lên đây làm mực chứ muối với chị nha em ơi. Bây giờ ở đây có một cái dịch vụ rất là dễ thương vẫn còn nha mọi người. Anh sẽ chụp hình. Anh sẽ chụp hình cho mình ở lúc mà mình ở trên tàu, trên thuyền mình chơi đu, chơi nhảy. Sau đó là anh chạy qua bên Bangkok, anh mua cái khung hình, còn anh đi rửa hình luôn. Đúng. Sau đó anh sẽ quay qua bên Phuket để ảnh in cái logo của bên ảnh, sau đó anh quay ngược về chiều mai để anh đóng gói và sau đó qua đây đưa lại cho mình. Đúng. Có nghĩa là khi mà mình đi chơi Thái Lan xong, mình về Việt Nam thì một tháng sau qua đây mình lấy hình. Cái cách ảnh làm việc rất là chuyên nghiệp, anh sắn cái quần anh lên kìa. Ai?
trắng Mỹ thì chứ. Trắng nha, trắng nha. Là bây giờ mình sẽ ra biển, mình sẽ chơi những cái trò chơi nhẹ nhàng, giải trí, thư giãn, chilling buổi sáng, ví dụ như là nhảy dù, du biển. Đó là những cái môn gọi là khởi động thôi. Khởi động nhẹ giúp cho mọi người có một cái tinh thần sảng khoái vào buổi sáng thôi. Đầu tiên mọi người phải ăn thật là no vào buổi sáng để chi, để chúng ta có cái, chúng ta sẽ sinh tố ở trên đó. Có thể chúng ta là gặp chị Huệ ở những cái nơi như là toilet, quán bar, ngoài đường. Thì bây giờ chúng ta sẽ gặp chị Huệ trên bầu trời. Chúng ta lên đó chúng ta vừa bay, vừa nhìn ngắm thiên nhiên và vừa Huệ. Lần đầu tiên trong đời được nhảy dù mọi người ơi, mà đã vậy còn được trai bu quanh nữa. Ôi đã quá nè mọi người. Không phải một anh bu nữa nha mọi người nha, gần cả chục anh bu, bu để tháo đồ mình ra, lột đồ mình ra. Có phải anh chơi cũng rất là nhiệt tình. Nhiệt tình nha. Đẩy hạ mình xuống biển xong rồi giật mình lên, tạo cảm giác rất là đã luôn. Đúng rồi, hồi đầu á lúc mà em mới lên thì có hơi sợ sợ, nhưng mà lên rồi vẫn sợ, rồi lúc xuống cũng sợ. Chưa tới giờ về Việt Nam vẫn sợ, nhưng mà nó vui, nó là một cái trải nghiệm rất là mới lạ. Thực ra bạn nào mà hơi nhát nhát vẫn chơi được, tại vì cái là độ an toàn của nó rất rất là cao nha mọi người nha. Sau khoảng hơn 2 tiếng đi tàu rồi nó đang quay bên đây, có quay qua kia chữ luôn chứ. Xin chào mọi người, hiện tại thì nói chưa hết một câu nữa ha. Xin chào mọi người, thật ra là cái quá trình đi tàu thật sự rất là thuận lợi mọi người. Quay sao? Kiểu gì mà biết sao hợp đồng. Thì hôm nay là đang có mặt ở biển Pattaya đó mọi người. Không phải làm say trong Mỹ luôn ơi, nghĩ ha. Pattaya biển rất đẹp và cát rất mịn nha mọi người, như khi mọi người đặt chân đi liền đi về liền đi quay phim. Mọi người biết không, ở đây là bãi biển rất là đẹp luôn. Ở cái... những công ty khác là biển rất là lắc đầu kìa, lắc đầu kìa. Xin chào mọi người, mình đang Ngọc Quốc và Vivi để thể hiện lại tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa. Và bây giờ xin được phép hoàn tất. Không được luôn, không được luôn. Tối nhà tôi dịu chơi. Trời. Lúc thì phải chống trả rồi. Đừng không. Cái đây là trò chơi phao chuối nha mọi người. Không phải vì tại vì nó giống hình trái chuối, mà là cái phao này sẽ chuối. Nó sẽ chuối xuống đúng không em? Bây giờ bắt đầu chuối nè. Mấy cái trò này nó thoải mái lắm mọi người. Chỉ việc là ngồi trên đây rồi té xuống biển thôi. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Ví dụ như trước khi mà mình chơi trò chơi phao chuối này á, thì mình đừng nên uống nước, tại vì mình xuống biển mình uống no là vừa. Đó, mọi người có thể bàn chiến thuật, tại vì mấy anh có dặn á là thuyền quẹo qua bên trái thì mình sẽ nghiêng người qua bên phải, nhưng mà đó là lý thuyết thôi. Các bạn nghiêng đi đâu thì cũng sẽ chuối thôi. Mà mấy cái anh mà chở mình á, mấy anh mà lái mình á, mấy anh chơi chiến thuật dữ lắm. Mấy anh thấy mà mình ok nha, mình bắt đầu mà mình vững chãi trên cái con đường mà mình đi chơi rồi á, là vẫn sẽ chuối. Nhưng mà được cái là bánh ngon cho nên bỏ qua. Vẫn chuối. Tháo, anh gặt lại. Qua wow, cái bông này anh. Cái cây kia. Cái cây lạ quá. Trời ơi, là chị có Thái Lan. Xin chào mọi người. Hôm nay Vivi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái căn nhà với một cái tên rất là dễ thương là Boon Trip. Thì mọi người khi mà tới Thái thì chúng ta có thể tới đây để thuê nhà. Mọi người biết không, đây là căn nhà mà Vivi sở hữu. Ý là sở hữu trong những ngày ở Thái thôi, còn chủ là một người khác. Thì chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi và cũng như là trải nghiệm những cái dịch vụ rất là hiện đại và rất là tiện ích ở đây. Xin chào mọi người, nếu như mà mọi người có cơ hội đi qua Pattaya thì mọi người hãy ghé căn nhà này của ai ạ? Đúng vậy, của Boon Trip. Boon Trip ngoài việc cho thuê nhà hơn 35.000 hecta thì mình có dịch vụ cho thuê đồ Thái, kèm vào đó là dịch vụ make up giống người Thái, giống y chang cả nhà yêu và những người make up của mình là người Thái. Và các chị đã có một đặc điểm là vừa make up vừa bán sầu riêng, cho nên đó là một điểm rất đặc sắc của ai ạ? Đúng rồi, của Boon Trip. Một cái không gian rất là rộng rãi như thế này
một cái giá cả rất là phải chăng. Tại sao giá cả phải chăng ạ? Tại vì ở đây rất nhiều muỗi và có ma. Ý, ủa? Không, nhầm, ở đây không có ma. Bên cạnh bên đó còn có hồ bơi nữa. Và mọi người ơi, với thiết kế hơn 35 phòng, 89 phòng ngủ, 73 phòng tắm và 15 phòng công ơi, thì rất thích hợp cho mô hình đại gia đình. Chúng ta có thể tham quan, nghỉ dưỡng và ở đây gần Seven Eleven. Thế là người Thái người ta sẽ kêu là Seven Eleven nha cả nhà yêu nha. Như mọi người thấy ở phía bên này đó chính là sân golf của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ngắm sân banh nha mọi người. Sân banh ở trên lầu. Thì hôm nay sân banh đang làm cỏ đó mọi người. Cho nên bây giờ mình sẽ ghé đây là một cái sân nhà phía sau. Khi chúng ta muốn đón hai mùa, mùa xuân và mùa đông thì chúng ta sẽ ghé Bull Trip. Một bên là Noel, một bên là năm mới. Thì mình có thể đứng đây để mình có thể cảm nhận được khoảnh khắc giao mùa. Chúng ta có thể thấy đây, đây là sòng bạc casino. Ủa không phải, đây là cái khu viên, cái nơi mà mình có thể tổ chức những cái tiệc nướng nè, ở những cái sân khấu ngoài trời, những cái concert vũ nữ nữa mọi người. Bên cạnh việc mình nghỉ ngơi, chơi bời và trải nghiệm thì mình còn có thể tập thể dục ở đây nữa mọi người đó. Đây là sân tập thể dục nha. Sẽ dẫn cả nhà mình đi barbecue. Hết rồi. Nhiều quá. Ngôi nhà này thì cách ở biển chỉ có 5 phút thôi. 5 phút đi bộ và ra ngoài đó thì chúng ta sẽ có The 7-Eleven. Cà phê, đồ ăn, thức uống và tất cả mọi thứ rất là nhiều. Và chưa kể là gần bến tàu. Gần gần khu đèn đỏ của Pattaya luôn. Đúng mọi người. Gần khu điện thành phố. Gần Việt Nam, gần sát bên luôn, đi bộ 2 phút tới. Bộ đồ rồi, cháu là chỗ bến tàu. Rồi phải là Vũng Tàu. Dạ. Tại vì ở đây giống như là mình sẽ sinh hoạt đúng kiểu giống như là người thể, dân Thái luôn mình đó mọi người. Tập thể ở đây á. Thì đúng rồi, mình sinh hoạt tập thể. Mình sống như một gia đình Thái thật sự luôn mọi người. Tại vì nó có bếp nè, mọi thứ y như người Thái luôn. Mình vô đây mình nói tiếng Thái không sao hoạt đi. Dạ. Hết rồi. Nói chung là rất nhiều điều thú vị ở đây. Mọi người nhớ ghé đây nha. Bull Trip. Khi mà mình đi tham quan du lịch trải nghiệm Thái Lan thì mình không thể bỏ qua được một cái trải nghiệm gọi là đi viếng chùa. Nếu như mà bạn nào hoặc là hộ gia đình nào mà mình không có rành về những cái phương thức mà đi viếng chùa ở Thái Lan thì sẽ luôn có một đội ngũ các anh chị hướng dẫn viên, các anh chị bên tour của Bull Trip sẽ đồng hành cùng với mình. Mọi người ơi, cái này là làm phước theo tuổi. Thì ở đây có 12 con giáp. Thì mọi người là tuổi con nào thì mọi người cứ bỏ tiền ở đây. Xong rồi cắm vô đây. Đây, bỏ 20 bạc. Cắm vô. Ở đây thì có một cái tượng Phật rất là đẹp mà bằng vàng luôn nha mọi người, quá đẹp luôn. Mặc dù là khuôn viên của chùa mọi người nhìn có thể hơi nhỏ chút xíu thôi, nhưng mà trong đó rất là nhiều tượng Phật rồi thánh rồi tượng của thần, đẹp lắm mọi người ơi. Nếu như các bạn có nhiều thời gian hơn thì mọi người có thể đi viếng một cái tour gọi là chỉ đi viếng chùa thôi, thì sẽ có rất là nhiều điểm đến hấp dẫn để cho mọi người có thể trải nghiệm. Cảm ơn Bull Trip đã đồng hành cùng chuyến đi của BB và Ngọc Phước. Các thông tin về Bull Trip cả nhà có thể tham khảo ở đường link phía dưới thông tin của clip. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những chuyến trải nghiệm du lịch khác. Xin chào.